Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tái chế từ vỏ ngao của mình. Thì hôm nay ở tập tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm củ hành từ vỏ của những chú ngao các bạn nhé. Thì đây, đây là một củ hành mình vừa hoàn thành xong này. Đó, các bạn thấy không? Rất đơn giản phải không ạ? Thì để làm được củ hành này như thế nào thì ngay dưới video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cụ thể các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì để làm được một củ hành từ những chiếc vỏ ngao này thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Không thiếu được rồi, là các bạn chuẩn bị cho mình vài chiếc vỏ ngao như này các bạn nhé. Đó, như trên màn hình các bạn có thể quan sát. Tiếp đó các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu màu xanh để tí chúng ta sẽ làm phần lá cho củ hành của chúng ta các bạn nhé. Đó, tiếp đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo và một cây súng bắn kéo nến các bạn nhé. Đó, thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt gắn làm sao để chúng ta có thể hoàn thành được một củ hành thật đẹp làm từ những chiếc vỏ ngao này các bạn nhé. Đó, thì đầu tiên này mình sẽ bỏ riêng những phần vật dụng mình chưa sử dụng đến này. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ đi chúng ta bắn những chiếc vỏ ngao nhé các bạn nhé. À, rất đơn giản rồi, sẽ tách chúng ta này. Nào, dán như vậy nhé. Các bạn sẽ bôi kéo nến lên. Đó. Các bạn sẽ bôi kéo nến kiểu như vậy các bạn nhé. Đó. Tiếp theo đó này. Kiểu vào đây các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ bôi kéo nến lên đây để cho nó cố định lại. Phần vỏ ngao của chúng ta vào với nhau nhé. Đó, các bạn bôi xong các bạn giữ tay một lát để cho phần kéo nến của chúng ta nó có cái độ bám dính trước đấy nhé. Đó, sau đó ở đây tiếp tục này, sẽ bôi tiếp những phần ngang này lên cho mình. Đó, bạn thấy chưa, tương tự như vậy các bạn nhé. Đó, bôi xong thì các bạn phải giữ một lát để cho những cái lớp kem nến chúng ta nó khô đi nhé. Những phần nào mà nó ấy thì các bạn phải loại bỏ luôn những phần tơ nến này này. Đó, các bạn thấy chưa? Tiếp theo đó các bạn sẽ đi các bạn gắn từng phần vào ngao này vào các bạn nhé. Đó, và các bạn sẽ phải lấy từng phần vỏ ngao các bạn nhớ mà làm sao để cho chúng vừa các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Tương tự như vậy này, phần này cũng vậy các bạn nhé. Ướn những phần vỏ ngao làm sao để cho chúng vừa nhất này. Đó. Sau khi chúng ta đã ướn như vậy, để tiếp tục các bạn xem. Rèn những phần trong của nhé các bạn nhé. Đó. Đây, các bạn sẽ bôi hết keo nến lên đây. Chúng ta phải dùng một lượng keo nến khá là nhiều đấy. Đó. Và tiếp tục các bạn sẽ dùng những phần vỏ này. Đó, và tiếp tục các bạn bôi vào đây nhé. Các bạn vừa làm các bạn phải vừa ướm mà làm sao để cho phần ngao của chúng ta nó khít vào với nhau các bạn nhé. Đây mình sẽ gắn ngược đầu rồi. Đấy, sẽ gắn như vậy cho mình nhé. Đó, tương tự như vậy. Đó, các bạn phải ướm làm sao cho những phần vỏ ngao của chúng ta nó vừa vào với nhau. Đó, chúng khít lên. À, mình sẽ để một lát cho kéo nến nó khô và mình sẽ chuẩn bị thêm một ít vỏ ngao nữa các bạn nhé. Mình sẽ lấy thêm một chút vỏ ngao nữa. Mình đang bào khô những phần nước trong vỏ ngao đi để khi chúng ta dính kéo nến mà thì nó sẽ có độ bám dính dễ hơn các bạn nhé. Đó. À,
Đây, sau khi mình đã chuẩn bị thêm được một chút vỏ ngao nữa thì đây mình sẽ dùng chiếc vỏ ngao bé hơn các bạn nhé. Đây, các bạn dán vào đây, các bạn đưa vào xem đây, chúng có cái độ khít các bạn nhé. Đó, đó, các bạn thấy chưa? Đó. Sau đó các bạn sẽ bôi kéo nến lên đây cho mình nhé. Đang có độ co dần lại đấy. Đó. Và tiếp này. Tiếp tục các bạn bôi keo nến tiếp vào đây nhé. Đó, các bạn dán phần vỏ ngao này lại. Đấy. Các bạn thấy chưa? Dần dần chúng ta sẽ dán bé chúng lại. Các bạn lựa những chiếc vỏ ngao bé hơn. Đó, này. Tiếp tục các bạn gắn kết cái này vào nhé. Các bạn vừa làm các bạn vừa ướm. Đó. Dán tiếp phần bỏ ngang lại này. Bồm lớp kèo nến lên. Đó, các bạn thấy chưa? Xung quanh nha các bạn nhé. Đó. Đây, phần này cũng tương tự thôi. Tương tự các bạn chỉ cần ghép phần bỏ ngang này vào với nhau. Đó. Chúng ta tiếp tục chúng ta bôi keo nến lên các bạn nhé. Dán tiếp phần vỏ ngang các bạn này. Rất đơn giản đấy. Đây. Gần đến phần cuối này thì nó sẽ khó hơn. Đó, các bạn sẽ phải lựa khá là nhiều. Nếu không vừa thì các bạn sẽ dùng kìm các bạn nhé. Dùng kéo. Đây mình sẽ dùng một chiếc kìm để bịa cho nó rễ các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ bịa vợ cho mình đi. Đó. Bịa thành những phần nhỏ như này. Đó. Chúng ta ghép vào đây thì nó sẽ rễ hơn các bạn nhé. Đó. Đấy chưa? Đó. Sau đó các bạn cũng sẽ bôi kèo nến lên đây đi. Các bạn cũng sẽ dán chúng lại. À. À, và những phần này. Các bạn sẽ dán những cái phần mảnh nhỏ mà chúng ta vừa làm đi. Có vỡ rồi nhé. Đó. Dán nông chúng xuống thôi. Không cần chúng ta phải dán sâu sâu quá đâu. Đó. Rồi, mình sẽ đặt một phần. Mình sẽ bẻ vợi phần này đi các bạn nhé. Đó, vợi phần. Nghe vào đi, đây, vợi phần này. Đó, các bạn sẽ dán lên như vậy cho mình nhé. Đây, mình sẽ bôi kèo nến lên bốn xung quanh này. Đó. Dán phần bỏ nghe vào lại cho mình. Đó, các bạn sẽ dán lại như vậy cho mình các bạn nhé. Đó, như vậy phần cũ của mình đã xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ đi làm phần lá này. Đó, thì để làm là phần lá rất đơn giản rồi. Đây, chúng ta sẽ dùng một tờ giấy màu xanh các bạn nhé. Đó, đây các bạn thấy chưa?
Sau đó các bạn sẽ vẽ cái phần lá này cho mình nhé. Rất đơn giản rồi, đây. Đó, các bạn sẽ vẽ cái phần lá như vậy cho mình. Đó, sau đó các bạn sẽ phần này là phần khó nhất các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ phải lựa kéo ra và cắt cho thật đều đây. Đây, mình sẽ cắt cho các bạn xem, mình sẽ cắt tỉa từng chút một các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ cắt tỉa từng chút một cho mình. Đó. Phải cắt tỉa cho thật kỹ càng nha các bạn nhé. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó. Cứ lần lượt như vậy các bạn cắt cho mình nhé. Các bạn phải lựa phần mũi kéo cho thật khéo các bạn nhé. Đó, đây. Vậy là mình đã cắt xong phần lá như vậy rồi nhé các bạn nhé. Đây, bây giờ chúng ta chỉ việc dán mà thôi. Mình kéo nến lên. Đó, rồi các bạn sẽ dán phần lá chúng ta vừa chuẩn bị vào. Đó, các bạn thấy chưa? Đây. Mình sẽ đặt như vậy cho các bạn dễ quan sát cho các bạn nhé. Đây. Đó, này mình sẽ dán lại vào phần này cho các bạn dễ quan sát hơn nhé. Đây, đó. Em sẽ bôi lại một lớp keo nến lên đây này. Đó. Các bạn chỉnh cho chút. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là một củ hành của mình cũng đã hoàn thành xong rồi nhé các bạn nhé. Củ hành làm từ vỏ ngao của mình đã hoàn thành rồi nhé các bạn nhé. Như vậy là một củ hành làm từ vỏ của những chú ngao của mình cũng đã hoàn thành rồi nhé các bạn nhé. Rất là đẹp và đơn giản phải không ạ? Các bạn có thể quan sát kỹ hơn đó. Thì trong quá trình làm mình đã hướng dẫn các bạn rất cụ thể tỉ mỉ chi tiết cách chúng ta cắt dán làm sao để có thể hoàn thành được một củ hành thật đẹp. Các bạn có thể tham khảo theo cách làm của mình các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay có thể cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Các tối hàng tuần mình sẽ ra video đều đặn để hướng dẫn cho các bạn cách sáng tạo những sản phẩm khác nhau từ vỏ của những chú ngao các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn thành công.